ý trời đã định, tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời chuyển vận. Phất liền như vũ bão, đổi đời đại gia trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Hoan hỉ chào đón quý vị thân thương đã trở lại, đồng hành cùng Đại Phú Quý trong chuyên mục Tử Vi Tháng của 12 con giáp ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chắc hẳn quý vị đã từng nghe đến cung mệnh của con người. Mỗi người có mỗi cung mệnh, tương ứng với vận hạn và tính cách khác nhau. Từ đó, số mệnh con người cũng khác nhau. Có người trong cuộc sống lúc nào cũng gặp được nhiều may mắn, cuộc sống sung sướng, tiền bạc tiêu xài không phải lo nghĩ. Bên cạnh đó là những người ngày ngày vất vả lo toan từng bữa cơm manh áo, bươn chải làm lụng mà vẫn chẳng đủ ăn, lại mang bệnh tật khốn khổ vô cùng. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình Đại Phú Quý sẽ chia sẻ về vận mệnh, vận hạn của tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 trong tháng 6 âm lịch, để bạn mệnh có thể biết được là trong thời gian tới đây thì mình nên làm gì và mình phải tránh điều gì để đón một tháng mới tràn đầy những thành công rực rỡ, thu lợi khổng lồ, bù đắp lại những năm tháng khó khăn, vất vả trước đây. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngày sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết. Ý trời đã định, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời chuyển vận, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Đầu tiên là đặc trưng tính cách của người tuổi Bính Dần trong tháng 6 âm lịch. Nam và nữ, sinh năm 1986 tuổi Bính Dần, tức tuổi con hổ, thường gọi là sơn lâm chi hổ, tức hổ trong rừng, mệnh hỏa, lư trung hỏa, nghĩa là lửa trong lò. Trong ngũ hành, hỏa chỉ nghĩa khí, nên những người được hội tụ cao độ và thuần khiết về kim chất thường trọng công bằng, trọng lý lẽ, sống có nghĩa khí, công tâm. Những người tuổi Bính Dần mệnh hỏa, tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp người thân. Họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết, dứt điểm và rất cứng rắn và bản lĩnh. Trong cuộc sống, công việc, họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió và thử thách. Khí hỏa lạnh lùng, sát phạt tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp với người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn là tình cảm. Xem tử vi người tuổi Bính Dần, mệnh hỏa là những người trung thành. Họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn, rất trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường. Đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Khí chất của các đồ kim ngân và tài bảo, đơn vị tiền tệ trong dòng máu của người mệnh hỏa, nên họ ý thức cao về bản thân, cái tôi cá nhân lớn, cao thượng hơn người, giàu trí tiến thủ, ham làm việc, mê kiếm tiền, phấn đấu vì công danh sự nghiệp. Từ lúc còn nhỏ, người tuổi Bính Dần mệnh hỏa đã là những đứa trẻ khá bướng, khó uốn nắn, dạy dỗ thường mất nhiều công sức của thầy cô. Khi trưởng thành, họ thay đổi nhiều, sống nội tâm, thích suy nghĩ hơn nói chuyện, bộc bạch khi đã làm việc thì họ quyết đoán, mạnh mẽ và cương nghị. Người mệnh này thích suy nghĩ, có sức tập trung cao độ trong tư duy và công việc. Khi họ suy nghĩ và làm việc, nghiên cứu, dường như không bị tác động bởi ngoại cảnh, quên mọi thứ xung quanh mình, trầm tư. Mọi hoạt động của họ lúc này hướng cả vào vấn đề cần giải quyết. Giống như một con lạc đà, khi nhịn khát mấy ngày thì nó uống nước, quên cả mối đe dọa xung quanh. Tiếp theo là tổng quan tử vi tuổi Bính Dần trong tháng 6 âm lịch. Tháng 6 năm 2024 âm lịch là một khoảng thời gian hung cát đan xen đối với người tuổi Bính Dần. Bạn có thể đạt được những thành công khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng có thể gặp họa thị phi, tranh chấp nếu không quyết tâm cố gắng hoặc không có cách cư xử phù hợp. Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do có nguyệt lệnh lâm tuyệt, án ngữ nên bản mệnh dễ rơi vào trạng thái chủ quan và lơ là, nhất là ở trong những công việc đã quá quen thuộc. Một số người hăng hái nhận được dự án, nhiệm vụ mới nhưng lại nhanh chóng rơi vào trạng thái chán nản, làm việc đầu voi đuôi chuột khiến lãnh đạo không hài lòng. Trên thực tế, theo tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Bính Dần âm lịch, bạn vốn là một người thông minh, có tài, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ắt sẽ gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Các cát tinh tả phù, nguyệt mã và thiên phù xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì thế, dù gặp phải khó khăn, bạn cũng trở nên vội vã đầu hàng. Phương diện tình cảm của bản mệnh lại có những bước tiến tích cực. Ngũ hành tương sinh cho thấy, dù bạn còn độc thân hay đã có người thương thì đều được tận hưởng hạnh phúc. Bạn thường được mọi người quan tâm và chăm sóc, chia sẻ, tâm sự, tạo động lực để bạn có thể vượt qua khó khăn. Cụ thể về sự nghiệp,
Về cơ bản, người tuổi Bính Dần cần chú ý nhiều hơn trong công việc của mình nếu muốn vươn lên. Bạn không thể cứ lơ là làm mọi việc theo ý thích mà lại mong muốn gặt hái thành công hơn người được. Dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh Lâm Tuyệt, bạn thường lâm vào trạng thái chủ quan, cho rằng công việc quen thuộc thì mình sẽ không mắc phải lỗi sai. Tuy nhiên, đấy chính là nguồn cơn khiến cho bạn vướng vào nhiều rắc rối. Những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu bạn không tập trung và chú ý thì sẽ bỏ qua hoặc trở nên bối rối, không biết cách giải quyết. Để không lạc mất phương hướng của mình, trước khi làm việc gì, bạn cũng nên xác định rõ ràng điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, những khó khăn hoặc thuận lợi mà mình sẽ gặp phải khi làm việc. Thực tế cho thấy, bạn cũng không cần phải quá lo lắng cho sự nghiệp của mình, bởi xung quanh bạn vẫn có nhiều các tính phù trợ. Nguyệt mã cho thấy, bạn vốn là một người năng động, tháo vát, chỉ cần bạn nhiệt tình hơn trong công việc, sẵn sàng hỏi ý kiến của người khác để tiếp thu kiến thức mới, thì dần dần bạn sẽ tìm được hướng đi chính xác. Nếu cố gắng không ngừng, thì đến cuối tháng, bạn có thể giải quyết được gọn gàng nhiều khó khăn, cản trở, thậm chí có cách biến thách thức thành cơ hội, được thăng quan tiến chức, khiến cho nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Về tài lộc, theo tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Bính Dần âm lịch, chuyện làm ăn của con giáp này chưa có nhiều tiến triển đáng kể do phải chịu sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Tuyệt. Bạn quá đắc ý, chủ quan, thậm chí làm việc đầu voi đuôi chuột nên sẽ bỏ lỡ cơ hội, khiến khách hàng, đối tác cảm thấy mất lòng. Một số người sẽ phải bon chen, giành giật nếu muốn chiếm thị trường cho mình. Những lúc như này, bạn cần tự thúc đẩy mình cố gắng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ mọi người xung quanh để tìm ra cách giải quyết vấn đề phù hợp nhất. Trong quá trình giao tiếp, cư xử với mọi người, bản mệnh cần hạn chế hành động nông nổi, nói năng mất kiểm soát, bởi thiên cầu hồng tinh có thể đẩy bạn vướng vào những rắc rối khó có thể khắc phục ngay lập tức. Nếu bạn vô tình gây hấn với kẻ tiểu nhân hoặc người có quyền cao chức trọng thì sẽ phải dùng tiền và mất thời gian mới khiến cho mọi việc lắng xuống được. Cơ hội do các tình mang tới chỉ đến với những người luôn chăm chỉ, tháo vát, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Bạn đừng ngại học hỏi thêm những điều mới mẻ, xin ý kiến của những người đi trước. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy học thêm các kiến thức về đầu tư, kinh doanh trước khi bước chân vào một lĩnh vực mới mẻ nào đó. Còn về sức khỏe, thiên cầu hung tinh khiến cho sức khỏe của người tuổi Bính Dần phải chịu những ảnh hưởng nhất định. Vì thế, bạn chớ bắt mình phải làm việc quá sức, chớ để cảm xúc quá mức kích động sẽ gây những tác động không tốt tới cơ thể của bạn. Người phải thường xuyên di chuyển đường dài cũng như người lao động tay chân cần phải biết đặc biệt chú ý trong khoảng thời gian này. Chỉ cần bạn làm việc lơ là, cẩu thả hoặc không tôn trọng luật lệ giao thông là sẽ rất dễ dẫn tới tai nạn không đáng có, khiến cả chính bản thân mình và những người khác phải chịu ảnh hưởng. Tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Bính Dần âm lịch khuyên bạn, trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên dành thêm thời gian để rèn luyện sức khỏe, khiến cơ thể trở nên dẻo dai hơn, hạn chế thức khuya, cũng như ăn đồ ăn nhanh hoặc những món đồ quá cay nóng. Về tình duyên, công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn, nhưng không vì thế mà tuổi Bính Dần bỏ bê, xao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình, nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Được tam hội cục che chở, đây là tháng hài lòng với tuổi Bính Dần, khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Vợ chồng đồng lòng đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Tiếp sau đây là vận trình chi tiết từng tuần của tuổi Bính Dần trong tháng 6 âm lịch. Thứ nhất, tuần 1, từ ngày mùng 1 tháng 6 đến ngày mùng 7 tháng 6. Người tuổi Bính Dần đón tuần mới với nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi. Dưới tác động tích cực của tam hợp, bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ và tâm huyết. Đây là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa. Bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Nhờ đó mà các khúc mắc được giải quyết nhanh chóng. Các kế hoạch đặt ra cũng dần có dấu hiệu phát triển tích cực. Tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Bính Dần âm lịch thấy rằng tuần này điều cần thiết nhất trong thời điểm này chỉ là thái độ kiên trì, bền bỉ của bạn mà thôi. Chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi. Bạn xây dựng được những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi nên được tiếp xúc với những cơ hội đầy triển vọng.
Khoảng thời gian này, bạn làm ăn tốt khiến cho tiền đổ về trong túi đều đặn và có xu hướng tăng dần. Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực. Với những thành tích nổi bật trong công việc, bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Chỉ cần bạn tích cực, nhiệt tình trò chuyện thì việc tìm được người phù hợp nằm ngay trong tầm tay. Với những cặp vợ chồng, quan hệ vợ chồng bạn khăng khít, đôi bên dành nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm tới nhau. Một số cặp đôi còn có thể được đón tin vui. Tuần 2, từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6. Trong tuần này, người tuổi Bính Dần được dự báo vẫn phải tiếp tục chịu những thách thức từ số mệnh khi vận khí tháng mới có phần ảm đạm, chưa thấy dấu hiệu nào thật sự tích cực. Con giáp này sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc. Các kế hoạch tiến triển chậm hơn so với dự kiến hoặc bị người khác ngờ vực khiến cho tinh thần của bạn dễ bị lung lay. Dù có nhiều dự định trong tuần, nhưng bản mệnh trở nên nôn nóng mà hãy cân nhắc và sắp xếp các kế hoạch kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Trong tuần này, tuổi Bính Dần bị quá nhiều chuyện làm cho phân tâm. Vì thế mà việc kiếm tiền có phần bế trễ, việc chi tiêu có phần vượt khỏi tầm kiểm soát. Đã thế, những chú hổ còn gặp đủ chuyện xui xẻo, bất ngờ nên khó có thể cân đối được thu chi. Thu nhập vẫn vậy nhưng vẫn chẳng đủ dùng. Việc kinh doanh hay đầu tư đều cần phải thận trọng hơn trong tuần này. Tình hình sức khỏe tuổi Bính Dần vốn có thể duy trì ở mức ổn định, nhưng áp lực công việc và thời tiết nắng nóng có thể khiến cho bạn khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Bản mệnh chớ để cho mình rơi vào trạng thái căng thẳng quá lâu, nếu có thì nên sớm tìm cách để giải tỏa áp lực. Thứ ba, tuần 3, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Sự nghiệp của người tuổi Bính Dần có thăng và cũng có giáng trong tuần này. Vì thế, bạn phải hết sức chú ý đến thái độ của bản thân khi đối diện với vấn đề. Thái độ tốt có thể giúp bạn dễ dàng vượt qua được khó khăn, trong khi thái độ không tốt thì sẽ gây phản cảm cho người khác, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ xấu hãm hại mình. Sa dịch mã chiếu mệnh cũng khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu, thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Chuyện làm ăn không mấy sáng sủa trong tuần này. Cơ hội có đến thì cũng chỉ xuất hiện vào đầu tuần, sau đó thì gần như là không có nữa. Vì vậy, để chắc chắn thì bạn nên giữ vững số tiền hiện có, chớ vội đầu tư mà hãy tìm một cơ hội khác thích hợp hơn vào sau này. Tuần 4, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Xem tử vi hàng tuần, bước sang tử vi tuần mới, người tuổi Bính Dần có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi hơn khi cát khí lan tràn, quý nhân trợ giúp. Cát tinh tả phù giúp cho con giáp này phát huy được năng lực của mình. Những cơ hội để thăng tiến không ngừng mở ra trước mắt của người tuổi Bính Dần. Chỉ cần bản mệnh biết cách nắm giữ cơ hội, chấp lấy thời cơ thì không lo không có tương lai phát triển. Có điều, càng ở nơi cao, được hưởng nhiều may mắn thì càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét. Thiên quan xuất hiện, bản mệnh nếu không khiêm nhường, làm tốt công việc của mình mà đắc chí quá mức, ngủ quên trên chiến thắng, thì có thể chiếc ghế hôm nay bạn ngồi lên chưa ấm chỗ đã phải nhường cho ghế khác. Tài lộc tuần này của tuổi Bính Dần cực kỳ phát, nhất là về cuối tuần. Người kinh doanh có cuối tuần bội thu, lợi nhuận thu về trong thời điểm này gấp đôi và gấp ba so với mức bình thường. Chúng ta cùng đến với cẩm nang vượng vận cho tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, trong tháng 6 âm lịch. Khẩu quyết, việc kiếm tiền có phần bê trễ, chi tiêu vượt tầm kiểm soát khiến tài lộc khó tụ. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Con số may mắn trong tháng, nam Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, bước sang tháng 6 âm lịch sẽ trong hợp với các con số, số 6 và số 7 hành Kim, tương sinh với các con số, số 2, số 5, số 8 hành Thổ, số 0 và số 1 hành Thủy. Sẽ gặp nhiều may mắn, tự tin phát triển công danh sự nghiệp và luôn gặp cơ hội đến với cuộc sống của mình một cách bất ngờ. Nữ Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, bước sang tháng 6 âm lịch sẽ tương hợp với các con số, số 6 và số 7 hành Kim, tương sinh với các con số, số 2, số 5, số 8 hành Thổ, số 0 và số 1 hành Thủy sẽ tạo thiện cảm, thuận lợi trong giao tiếp và gây ấn tượng với đối phương. Số hợp sẽ giúp bạn cải mệnh về gia chánh, công việc và cả tình duyên.
Tiếp theo là màu sắc phong thủy của tuổi Bính Dần trong tháng 6 âm lịch. Màu xanh dương. Xanh dương là màu của trời và biển. Màu xanh dương mang tới cảm xúc sâu thẳm và to lớn, bát ngát nhưng vô cùng vững vàng và bình yên. Giống như khi tất cả chúng ta dõi mắt nhìn theo một khoảng trừng trời xanh vậy. Màu xanh dương cũng mang ý nghĩa của sự trong sáng, tinh khiết và là màu của sự nam tính mạnh mẽ. Ngoài ra, nó còn là màu của sự trung thành với chủ, tình yêu, uyên bác, tự tin và trí tuệ. Màu tím. Màu tím cũng là màu thuộc hành hỏa, là màu hợp mệnh hỏa, có ý nghĩa tương hợp. Màu tím là sự trộn lẫn giữa màu đỏ và màu xanh, nên nó có ý nghĩa can đảm, mạnh mẽ và vững chãi. Màu tím tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, giàu có và thèm khát. Trong nghệ thuật, màu tím là màu của sự sáng tạo và huyền bí. Đây là màu sắc ít thấy trong tự nhiên. Ngoài ra, màu tím nhạt tượng trưng cho sự lãng mạn và hoài cảm. Không nên chọn màu tím đậm vì nó là màu buồn và vô vọng. Màu đỏ. Màu đỏ là màu thuộc hành hỏa, là màu hợp mệnh hỏa, có ý nghĩa tương hợp. Màu đỏ tượng trưng cho máu và lửa, lòng nhiệt huyết, sức mạnh và quyền lực tối cao. Màu đỏ đôi lúc giữ ý nghĩa xấu đi, cũng là hình tượng của cuộc chiến tranh, sự quyết liệt. Đối với người Á Đông, màu đỏ thường tượng trưng cho tình yêu, lòng nhiệt huyết. Một số ít dân tộc bản địa coi màu đỏ là màu của sự dũng mãnh, sự quyết tử và đoàn kết dân tộc bản địa. Ngoài ra, màu đỏ đậm thường tượng trưng cho sự quyết tâm, can đảm và mạnh mẽ. Tương thích với những người chỉ huy, màu đỏ nhạt tượng trưng cho sự đam mê, tận hưởng và sự nhạy cảm. Màu đỏ tím tượng trưng cho sự dịu dàng, êm ả, lãng mạn, tình yêu và tình bạn. Quý vị thân mến, may mắn và cố gắng luôn là hai phạm trù đối nghịch nhau. Để có được thành công, chỉ cần sự cố gắng không ngừng của bản thân hay nhất thiết phải có sự xuất hiện của may mắn trong cuộc sống. Trong cuộc hành trình đi tìm viên kim cương, nếu bạn đang được viên kim cương ấy ở ngay vườn nhà bạn, thì đó gọi là may mắn. Nhưng hãy nghĩ xem, bạn làm thế nào để bạn tiến tới việc đào ở trong vườn nhà mà không phải cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Vì thế, viên kim cương may mắn chỉ đến khi bạn đã thực sự nỗ lực. Mỗi người đều có viên kim cương may mắn của riêng mình. Có phải bạn cũng từng ngưỡng mộ thành công, ngưỡng mộ vận may của người khác không? Thực ra, bạn cũng có điều kiện và năng lực như vậy, chỉ là bạn vẫn chưa phát hiện ra điều này mà thôi. Hãy luôn nỗ lực, cố gắng, trau dồi bản thân để có thêm kiến thức, theo đuổi mục tiêu của mình quý vị nhé. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ về vận trình của tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 trong tháng 6 âm lịch. Hy vọng điều này sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quan về những gì đang diễn ra và có thể xác định được hướng đi đúng đắn cho bản thân. Đừng quá lo lắng về những vận xấu hay xui xẻo, bởi chúng ta hoàn toàn có thể tiêu tan, phòng tránh và nắm bắt được may mắn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng vận đen và vận may không phải là những điều tuyệt đối. Thay vào đó, chúng là một thách thức cho chúng ta để phấn đấu và cải thiện bản thân mỗi ngày. Hãy tập trung vào việc nâng cao kỹ năng và khả năng của mình, xác định mục tiêu và kế hoạch để đạt được chúng. Chúng ta sẽ gặp phải nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống, nhưng không có gì có thể ngăn chúng ta đạt mục tiêu nếu chúng ta quyết tâm và nỗ lực. Hãy luôn lạc quan và tích cực và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị có một tháng mới với nhiều may mắn và thành công.